bé sinh nhật em mà Puka. Đâu, hai anh em làm gì mà ngó ngó cái gì bên này vậy? Ừ. Không, thì em sinh nhật em thì Puka là cái bánh kem em mới mua. Đó, anh đang hỏi là hôm nay sinh nhật em hay sao? Và trông em như cái bánh kem thế này. Sinh nhật của Trung thì em mới là bánh kem được, chứ sinh nhật em là bánh kem của ai thổi ai cắt. À, ừ. Và xin được giới thiệu với quý vị khách mời đến sinh nhật của tôi, người mẫu Mâu Thủy. Em biết không, hai anh em mình ghép lại tên với nhau là gì em biết không? Trung Thủy. Đúng, trời đó ơi, là sự khao khát của tất cả. Mọi người có biết Trung Thủy và Trung Thủy không? Hả? Chúng tôi đang nói về văn nói, không nói về văn viết. Bây giờ theo chất giọng người miền Nam đi, thường thường gọi là không bắt ai gọi là Trung Trung á, thường là Trung. Ôi mà sai rồi. Á Hậu nói gì phải nghe. Ôi. Tôi nói luôn, chân ai dài, người đó có quyền. Mời em về vị trí của mình. Cảm ơn. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 6 khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng xem. Hôm nay thật sự sẽ là rất khó dành cho Mâu Thủy. Trang phục này đã khó rồi, và cái cách mà các bạn ấy đưa ra thông tin thì cũng đều dựa trên một nhân vật nào đó, một cái tích truyện nào đó, nó lại càng khó hơn. Và hôm nay ban bình luận thấy trang phục này có làm khó được ban bình luận không? Chị Puka, chị thấy là cách ăn mặc như vậy thì khó. Chị có cái gì tính từ gì khác có thể miêu tả được rõ hơn? Cái cách ăn mặc như vậy á thì mình không đoán được. Trời ơi, có tiền thưởng kìa. Số nào mình cũng thấy nó mà có gì đâu em mừng. Tại vì số này có Thủy vào, ví dụ mà Thủy được một giải thưởng nào đó gọi là trên 10 triệu thì Thủy sẽ đãi cả phim trường đi ăn. Chết rồi. Trời ơi, chết rồi. Cho nên anh Trung cứ nói nhỏ 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 với em nha. Nói nhỏ 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 với em nha. A few moments later. Bây giờ chị mới phát hiện ra kẻ thù của mình là ai, là anh Trung. Ủa giờ mới biết hả? Thôi chị quá buồn. Ủa, em có nghĩ là anh là best friend của em trên ghế này rồi? Anh vẫn là best friend của em mà. Anh không được quyền nói những điều như Quang Trung hay Puka, bởi vì anh là người dẫn chương trình. Tụi em chỉ có tốn một tập đầu tiên để ngờ ngợ về ảnh thôi. Tập thứ hai tới giờ là tụi em thật khẳng định rồi, anh Trung là người xấu. Trời. Bây giờ em sẽ không tin lời anh nói nữa, từ đây và những vòng sau. Dạ, số 2 đi, là 25 triệu ấy. Số 2, xin mời. Vậy thì hãy cùng xem số 2 sẽ đi cùng với thông tin nghề nghiệp nào. Xin mời. Lồng tiếng. Chúng ta còn số 1, số 4 và số 5. Mẫu Thủy, không biết mình có trùng ý tưởng với nhau không nữa nhờ. Dạ, có 2, 3 mình nói chung nha. Ok. 1, 2, 3. Số 1. Xui khá